Diễn viên Lan Phương vừa chia sẻ hậu trường Thương Ngày Nắng về phần 2, vẫn là loạt hình ảnh Khánh ở khách sạn từng lộ diện mới đây. Tuy nhiên, lần này, loạt ảnh có sự xuất hiện của một nhân vật mới, đó là một cô gái. Cô gái này cũng mặc áo choàng tắm giống Lan Phương, gương mặt được hóa trang bầm tím. Ngoài ra, bối cảnh còn có sự xuất hiện của Hồng Đăng khiến khán giả đoán non. Phải chăng vì hiểu lầm vợ đi khách sạn với đàn ông, Đức đã xông vào đánh người này? Nào ngờ tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn, vì người đi với Khánh hóa ra là một phụ nữ. Tình huống này có vẻ hợp lý vì sau tất cả, dù có bung xõa đến thế nào, Khánh cũng không phải kiểu phụ nữ buông thả, ngoại tình. Trước đó, cũng bối cảnh này, Lan Phương chia sẻ phân cảnh có sự xuất hiện của các nhân vật như bà Hiền, bà Nga, cậu Vượng, vân vân. Hứa hẹn đây sẽ là một vụ việc gây ồn ào lớn trong Thương Ngày Nắng về phần 2. Mặt khác, Lan Phương cũng gây tò mò khi hé lộ tạo hình sexy của Khánh trong phần 2. Nữ diễn viên Úc mở rằng đây là thời trang của Khánh sau biến cố lớn. Mời các bạn đón xem Thương Ngày Nắng về phần 2 lên sóng VTV3 dự kiến từ 4/4 tới. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.